Phần 39. Thằng Minh và chuyến đi Đà Lạt có chị. Đêm Sài Gòn đôi khi nôn nao khó ngủ lắm. Giống như lúc này vậy, tôi không thể nào nhắm mắt ngủ được vì những suy nghĩ đan xen vào nhau trong đầu. Từ khi biết tới chuyện tình cảm trai gái tôi luôn rất bối rối mỗi khi phát hiện hay cảm nhận có ai đó thích tôi. Lần này cũng vậy, có thể tôi vô tâm, ngu ngốc nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra tình cảm nhỏ hơn dành cho tôi. Đêm nay, khi nhỏ bước xúc gần như nói huyệt tuẹt ra thì tôi mới giật mình nhận ra mình đã quá vô tư bên cạnh nhỏ mà không giữ khoảng cách. Không phải lần đầu tiên, trường hợp đùng một cái có một người thích tôi mà chính tôi không hay biết. Nhưng lần này thì khác. Nhỏ hơn không phải là một cô bé còn tuổi học trò, tôi càng không còn là một thằng nhóc cấp ba ngày nào. Cách nhau có vài tháng thôi, nhưng cuộc sống đã vội vã làm tôi ít nhiều trưởng thành hơn, già dặn hơn so với cái tuổi của tôi bằng những trải nghiệm từ cuộc tình cùng em tuy vậy ngay lúc này tôi cũng không thoát khỏi sự bối rối không biết phải làm gì không biết phải đối mặt ra sao với nhỏ hơn cũng như càng chưa nghĩ ra nên đối xử thế nào với nhỏ dòng suy nghĩ cứ loang quanh trong đầu cho đến khi tôi quyết định tìm đến một người để trò chuyện mò tìm cái điện thoại giữa đống mền gối tôi nhấn nút gọi cho chị nhạc chờ vang lên một lúc thì chị bắt máy giọng nhè nhè nũng nịu vì bị phá giấc ngủ người ta đang ngủ làm gì vậy thông cảm đi có chuyện mà mệt ghê giờ muốn gì không ngủ được cho qua ngủ ké nha xí tự nhiên đòi qua ngủ ké có ý đồ gì hả nhóc con ý đồ gì đâu nhớ chị quá hỏng được hả thôi đi đồ nịnh đầm nay uống lộn thuốc dám chọc ghẹo chị hen nói thiệt giờ sao có cho qua không? mua đồ ăn cho chị ăn đi ẻo giờ ăn gì nữa xí chị đang ngủ nhóc phá chị còn hỏi hả mau mau mua đồ ăn qua cho chị ăn đi nha nha hít tối ngày ăn uống ai biểu phá người ta ngủ chi rồi rồi để coi giờ có gì mua đó không ngon dáng chịu nha xí hồng ngon chị cho ở ngoài sân ở vậy giờ qua nè nhanh nhanh biết rồi vậy là tôi lôi thằng trung phòng dậy nhờ mở cửa cái thằng đi làm về giờ cũng không thèm ngủ nằm ôm điện thoại nhắn tin rồi ngày nào cũng vô lớp gục lên gục xuống hai thằng lui cui trong bóng tối để tôi dẫn xe ra ngoài mà không làm bà cụ trong phòng thức giấc mặc vội cái áo lạnh tôi cho xe chạy từ từ đi qua nhà chị. Không phải lần đầu tiên tôi chạy xe giữa đường Sài Gòn về khuya, nhưng lần này lại thấy đường phố vắng đến lạ. Khuya thế này tự nhiên nói kiếm gì ăn thì cũng không phải muốn là có ngay, nhất là khi cái đầu rối tung chuyện tình cảm làm gì nhớ ra chỗ nào có bán gì ngon. Vậy là mua đại mỗi thứ ba bốn sâu từ cái xe cá viên chiên trên đường tôi nhìn thấy, tuy mua vội vàng vậy chứ tôi biết chị cũng mê mấy món này lắm đời sinh viên mỗi lần muốn ăn cá viên chiên thì cũng phải suy nghĩ mua bao nhiêu cho đỡ tốn tiền nhưng mua cho chị ăn thì tôi chẳng thèm để ý đến hỏi giá chứ nói gì đắn đo qua tới nhà chị đã thấy cánh cổng hé mở chắc là chị để cửa sẵn cho tôi đây mà tôi mở cửa đẩy xe vào sân ánh đèn trong sân nhà cộng với ngọn đèn đường bên ngoài cũng đủ soi sáng vườn nhà chị một ánh sáng đủ để tôi mỉm cười khi nhìn thấy chị của tôi ôm mền bông nằm ngủ ngon lành trên cái ghế dài Tôi đóng cửa xong quay sách hộp cá viên chiên nhẹ nhàng lại ngồi xuống ghế cạnh chị mở hộp ra. Vẫn còn nóng, tôi vẫn nghĩ mùi thơm bay ra làm tôi cũng thèm thuồng chứ nói gì chị. Hình như chị ngủ say lắm thì phải, nên ngay cả mùi đồ ăn cũng không đánh thức được. Cũng không định qua đây để nói gì, nhưng nhìn thấy chị ngủ ngon lành như vậy dù tôi có muốn nói nhiều ra sao cũng không còn muốn nói nữa. Để hộp đồ ăn sang một bên tôi im lặng nhìn chị, được một chút thì chị trở mình xoay người lại nằm lên đùi tôi tay kéo theo cái mền bông cuộn tròn lại nè tự nhiên qua đây ngồi im du vậy nhóc làm chị thức hả xí biết hỏi vậy còn đòi qua làm gì ừ nhóc xin lỗi tự nhiên phá chị ngủ hi hi nhóc khờ chị cóc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi lôi hộp cá viên chiên để lên ngực tay chọt cho tôi hiểu ý tôi lấy bịch tương ớt đổ ra hộp giúp chị xong xuôi chị chỉ việc thưởng thức món ăn ngon lành Thi thoảng chị lại nhẹ nhàng đốt cho tôi một miếng cá viên chiên, chị còn chuẩn bị sẵn một bình coca to đùng nữa mà. Có thể ban đầu tôi muốn qua chị là để nói chuyện về những rắc rối đang làm tôi khó xử, nhưng giờ thì tôi thấy nhẹ lòng không còn muốn nói gì nữa. Người ta có thể ra ngoài làm bất cứ điều gì, đi đâu bao nhiêu tùy thích, gặp hàng trăm chuyện lớn nhỏ khác nhau, nhưng đến lúc cần nghỉ ngơi, cần một nơi chia sẻ, người ta sẽ quay trở lại với gia đình, người thân. Ở cái nơi Sài Gòn phồn hoa này tôi không có một ai là người thân để trở về, chỉ có chị là chị gái tôi, gặp chuyện rắc rối tôi lại tìm về, chẳng để nói gì cả, đơn giản chỉ để im lặng bình yên như thế này. Nhóc con, qua đây làm gì ngồi im du hoài đó? Ừ, không có gì, qua chơi với chị thôi. Hi hi đồ xạo. Chuyện gì nói mau. Không có gì, nãy có chuyện giờ thì thấy tự giải quyết ổn rồi. Không sao. Thiệt hôn. Gì nhanh vậy? Thiệt. Ừm hi hi kệ tha cho nhóc đó mai mốt suy nghĩ lại nhớ nói chị nghe nha rồi sao cũng được hi hi nói vậy thôi ta cũng biết chuyện gì à hay ha chứ sao tôi bật cười chị cũng chun mũi lại cười tươi có thể chị đoán ra chuyện gì có thể chỉ là suy đoán linh tinh sao cũng được miễn là lúc này tôi cười chị cũng cười thực sự vậy là ổn ngồi giải quyết xong hộp đồ ăn nghe nhạc một chút thì chị lại chọt chọt tôi nhóc nè sao sắp tết rồi đúng không ừm vậy nhóc thì sao sao là sao tên phong hắn nói tết này nhóc sẽ phải về quê ăn tết đúng không ừ nhóc có thể hỏng về được không chuyện này thì khó lắm sinh viên ngoại tỉnh ai cũng phải về nhà với gia đình nhất là nhóc còn bà ngoại rồi thầy cô chưa kể nhà có đám rỗ nữa ai đi xa cũng mong tết sẽ được về quê mà nhóc nói chuyện y hệt tên phong tự nhiên hỏi vụ đó chi vậy mà tết này người thân chị có tập trung về ăn tết không Papa nói có nhưng chị không thích cho lắm chị thích nhóc ở đây đi chơi với chị thôi biết vậy nhóc cũng muốn đi chơi tết với chị nhưng mà không thể không về nhà la chết chị biết ây ra khó nghĩ ghê vậy là chị của tôi mang cái mặt sù sụ vì buồn ngồi chống cằm lên đùi cứ y như bà cụ non tôi cũng không biết tính sao đi với chị thì vui rồi nhưng tết này là tết đầu tiên tôi làm sinh viên về thăm nhà xa xôi cách trở hàng ngàn km thì không nói chứ có hơn 200 km mà không về thì vô lý thật. Nhóc, ừm, nhóc về quê nhưng nhóc phải lên nhanh nhanh nha. Ở, để nhóc tranh thủ, nhưng nhóc phải đền cho chị. Gì đền ở đây nữa? Nhóc phải đi chơi với chị rồi mới được về quê. Đâu ra vụ này nữa? Mà đi đâu? Nhóc hứa đi. Rồi tự chị tính toán. Ở hứa thì hứa. Hi hi. Vậy tốt, nhóc ngoan. Chị cười tít mắt kéo tay tôi đi vào trong nhà, không biết chị lại sắp bày trò gì nữa đây sáng sau khi kết thúc môn cuối cùng của học kỳ tôi xách xe chạy thẳng qua quán ông kha làm qua đến quán đã thấy ông kha anh phong chị tiên nhỏ hân đang ngồi chơi giữa quán hôm nay ngày gì mà tự nhiên đông đủ như đi hội vậy nè tôi lò dò đi vào quán ông kha vừa thấy mặt tôi đã lên cái giọng ồm ồm thằng kia mày đi học lâu giữ mày ở ờ, hết giờ mới được về không lẽ cúp ông đồ đạc mày đâu đi cái mình không lấy gì đi hả đồ đạc gì đi đâu nữa tôi ngơ ngác mày bày đầu cho đã giờ mày không biết là sao em thể với anh nãy giờ em hiểu anh nói gì chết liền em bày đầu gì đâu vậy sao con ủa vậy không phải em rủ mọi người đi chơi sao minh anh phong chen vào em không biết mà có ai nói em biết chuyện gì không ha ha anh hiểu rồi thôi em vào hỏi bà cô kia kìa đã đời tụi mày hành tao phát mệt ông kha nhăn nhăn ngồi xuống than thở chị tiên đánh vai ông một cái cười kệ đi, có đi chơi là vui rồi, Tết mà hi hi. Tôi mặc kệ sau lưng ông Kha đang nói dẫn cùng tiên mà quay lưng đi thẳng vào trong theo lời anh Phong chỉ. Chị đang tung tăng nghịch phá với hai đứa nhỏ một trai một gái. Phát hiện ra tôi chị vui vẻ chạy lại nắm tay tôi cười tiết nhóc về rồi, đi chơi đi chơi hi hi. Nhóc về lấy đồ nhanh đi mọi người đợi từ sáng giờ đó. Hả? Đi chơi gì? Hả gì hả? Nhóc hồng nhớ hồi tối nhóc hứa gì sao? Thì hứa đi chơi, vậy giờ mình đi chơi nè hi hi trời đất gì nhanh vậy mới nói hồi tối giờ làm liền hả chứ sao chị thuyết phục mọi người cả buổi luôn đó giờ chờ có mình nhóc con thui nhóc về nhà lấy đồ nhanh nhanh đi mà đi đâu chơi gì mới nói hồi tối giờ ào đi như tên lửa vậy nè hi hi mệt nhóc ghê nhanh đi nhanh đi biết rồi thì cũng từ từ hối dữ chị đẩy lưng tôi một tay quay ngược trở lại vẫy vẫy hai đứa nhỏ bí bo theo chị nhanh nhanh Vậy là tôi đi ngược trở ra cổng không quên đi ngang nhìn mọi người nhún vai một cách bó tay, thì ra đây hoàn toàn là chuyện chị bày ra rồi đem đổ cho tôi. Mới hứa một câu vu vơ hồi tối mà giờ chị đã vận động mọi người ngay lập tức biến thành sự thật liền. Đi chơi còn nhanh hơn tên lửa, nói một cái là đi, không hiểu sao chị dụ dỗ ép buộc kiểu nào mà đầy đủ mọi người, nhất là ông Kha công chuyện tùm lum vậy vẫn bị kéo đi được. Tôi loay hoay ráp xe ra được đến cổng thì nhỏ hơn xuất hiện đứng lù lù trước mặt không nói không rằng tự lấy nón bảo hiểm lại gần leo lên ngồi sau lưng tôi luôn tôi ngơ ngác hỏi đi đâu đây đi lấy đồ nhưng nhưng nhị gì cái người hậu đậu như anh thế nào cũng đem đồ tùm lum cho coi đi theo coi chứ sao đồ của anh em biết gì mà đòi coi biết hết khỏi lo ha nhưng nhanh nhỏ quắc mắt tôi im bặt thở dài giết ga chạy thẳng qua nhà luôn hôm nay không sợ bà cụ chủ nhà vì lúc sáng bà đã ra xe về quê chuẩn bị đón Tết với ông cụ. Chỉ còn lại anh con trai của cụ ở lại để coi nhà khi nào đám sinh viên tụi tôi về quê hết thì anh mới về sau. Bình thường đã ngại để con gái vào cái ổ bừa bộn này, giờ càng ngại hơn khi người vào là một con nhỏ khó tính. Chọn đại một vài cái quần áo mà tôi nghĩ sạch đẹp nhất để đi chơi, còn nhỏ hơn thì đứng cặp tay sau lưng cứ như giám sát viên càng làm tôi loay hoay mãi chẳng xong chắc đứng nhìn lâu chịu không nổi nhỏ nhảy vô lục tung cái giỏ đồ tôi lên để chọn luôn đẩy tôi ra ngoài đứng ngẩn ngơ nhìn nói chung con gái mà chọn đồ thì luôn nhanh gọn hơn cho nên cái ba lo mang đi không to đùng như bình thường nếu người chọn là tôi vì bao giờ tôi cũng nhét đại đồ vào ba lo chứ không bao giờ biết xếp xong rồi đồ đạc nhồi nhét tùm lum nhăn hết luôn anh làm ơn gọn gàng chút coi biết rồi biết rồi tối ngày giờ cái giọng xuề xòa cho qua không thôi đi nhanh ở đó mà cằn nhằn hoài người ta nhắc nhở anh thôi vậy mà là cằn nhằn hả ừ không cằn nhằn thì thôi anh biết rồi sau này gọn gàng lại chút được chưa coi sao được thì làm tôi với nhỏ vừa đối thoại vừa đi chở xuống nhà dắt xe ra kể từ lúc vào nhà cho đến khi ra khỏi cửa ngoài tôi ra nhỏ hơn chẳng thèm nói tới bất cứ đứa bạn trong nhà tôi một lời nào kể cả anh chủ nhà mà chỉ gật đầu chào nhẹ anh biết hôm nay tụi mình đi đâu không không sao chị phương la anh là người bày đầu ở anh có hứa đi chơi tết với chị trước khi về quê ăn tết đùng một cái đòi đi anh còn hỏng biết hôm nay đi nữa nè anh lúc nào cũng ngơ ngơ chị nói gì nghe liền vậy hả ừm phải nghe vì chị là chị anh mà nhưng đâu phải chị ruột đâu không phải chị ruột thì sao thì việc gì lúc nào cũng phải nghe lời răm rắp vậy em thấy chị phương đòi làm gì là anh chiều liền cũng có gì quá đáng đâu chị là chị của anh mà anh tối ngày đem cái câu chị là chị của anh ra nói hết Ừ, ngoài lý do đó ra em nói anh còn lý do nào khác để đối xử vậy với chị không? Có. Lý do gì? Em Hồng chắc, nói ra mất công anh lại chối rồi nói em suy đoán linh tinh. Tự em cũng biết linh tinh là hiểu rồi ha. Nhưng sao tự nhiên dạo này em hay khó chịu với chị vậy? Bộ hai người có cãi nhau gì hay chị làm gì sai với em sao? Hồng có gì, ai nói anh em khó chịu với chị hồi nào, tại em thắc mắc vậy thôi. Ừ. Không có thì thôi nếu hai người có gì không ổn với nhau được thì nói anh nghe có khi hiểu lầm nhau rồi bất hòa thì không tốt em là bạn anh chị là chị anh đừng làm anh khó xử anh nói vậy là sao ý anh là em gây chuyện hả đó anh có nói vậy hồi nào đâu anh chỉ nói nếu có gì bất hòa thì nói cũng nhau giải quyết chứ chơi chung với nhau bằng mặt không bằng lòng mất vui ai nói anh em với chị bằng mặt hỏng bằng lòng tự nhiên anh nghĩ vậy rồi nói em ừ không có thì tốt coi như anh nhiều chuyện được chưa nhưng sau này lỡ chị có làm gì sai em cứ nói với anh để anh chịu cho đừng giận chị nha tại tính chị như con nít nhiều khi vô tình làm sai chứ chị không có ác ý gì đâu nói linh ta linh tinh mà anh làm như chị thánh thiện lắm không bằng rồi chị có ý gì đó anh tính sao thứ nhất em đừng nói chị như vậy thứ hai chị không thánh thiện gì hết nhưng anh hiểu chị em hồng có ý nói xấu chị em chỉ nói anh đừng lúc nào cũng dễ tin người vậy ngay cả em cũng chưa chắc hồng lừa dối anh ít nhiều mà anh hồng sợ người khác tốt với anh là có dụng ý hết sao em là bạn anh anh không nghĩ anh sẽ đề phòng em làm gì còn ngoài ra ai anh không biết nhưng chị thì anh hiểu dù không hiểu anh cũng tin vì chị là chị của anh tôi mỉm cười sau lưng chắc nhỏ hơn lại khó chịu vì tôi lại dùng cái lý do vì chị là chị của anh để nói về chị anh hết biết nói gì với tên ngốc như anh luôn để em coi anh sống được bao lâu với suy nghĩ đó nghỉ nói nói chuyện với anh Thà nói với cái cây sướng hơn. ở nghỉ đúng rồi tới quán kia cô nương ứ ừ. nhỏ xuống xe đi luôn vô trong không thèm chờ tôi đi chung cũng may cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc vì về đến quán và cũng tại cái kiểu nói chuyện tưng tửng của tôi làm nhỏ cột hứng chứ nhỏ mà hỏi tới giữa em và chị anh chọn ai thì chắc bó tay nói chuyện với nhau thì nói vậy chứ tôi vẫn cảm nhận có điều gì đó giữa chị và nhỏ hơn. Hay ít nhất từ phía nhỏ Hân đã bắt đầu khó chịu với chị, mặc dù tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người này. Bất giác tôi tự hỏi lòng mình, một ngày nào đó rồi chị và nhỏ Hân cãi nhau tôi phải đứng về phía người nào. Đó là chuyện suy nghĩ linh tinh của riêng tôi thôi, còn trước mắt là một chuyến đi chơi đến cái nơi mà tôi chưa biết là đi đâu, nhưng dự đoán sẽ nhiều lắm vui vẻ. Đơn giản thôi, đây là chuyến đi với chị theo lời hứa tối qua, đi với chị thì dù đi đâu cũng sẽ vui hơn nữa năm mới tết đến còn gì vui vẻ hơn việc gác lại công việc học tập để đi du lịch đây đó với bạn bè người thân theo như tôi quan sát thì có cả ông kha chị tiên cũng đi chung kia mà Ủa ông lùn anh cũng đi chơi nửa hả mày bộ lùn hỏng được đi chơi hả đi bỏ quán sao cha ý kiến con khỉ tao ở nhà thì mày đi được tao con mày nhân viên tết được quyền nghỉ nha ông ở mày ngon nghỉ luôn tao coi ngon thì đương nhiên ngon rồi khai thiệt đi ông sợ chị tiên buồn thành ra bỏ quán đi chơi tết một chuyến chiều lòng người đẹp chớ gì dẹp tao mà sợ hả ai nói mày tao bỏ quán chớ hai anh em mình đi quán ai coi thằng đệ bên nhà tao coi mày không quen đâu tranh thủ đi vài ngày về bán xuyên tết luôn ờ vậy cũng được đi vậy chứ tết bán suốt không đưa chị tiên đi đâu chơi chỉ buồn tội nghiệp nó la tết tranh thủ qua phụ tao mày thành ra giờ cho đi chơi bù trước vậy mà la không sợ chị tiên buồn hơ hơ tôi cười cười nháy mắt chọc ông kha ngay lập tức ông đạp tôi một cái dẫn mặt mày đi dinh mấy thùng bia với nước ngọt tao để trên kệ tủ lên xe nhanh tôi nhảy sang một bên né cú đạp của ông kha rồi nhanh chân chạy vào trong vác bia với nước ngọt ra xe hôm nay đi bằng xe 12 chỗ bên nhà ông kha cho rộng rãi đồ ăn nước uống ông kha với chị tiên chuẩn bị đầy đủ từ sớm mọi người đều bận rộn bưng vác sắp xếp đồ đạc ra xe đi còn cái người bày đầu thì thảnh thơi đi vòng vòng chơi với hai đứa nhỏ cháu của chị tiên dẫn theo cho vui chưa từng thấy ai đi chơi nào như đám của tôi mang tiếng là bận rộn chuẩn bị đi chơi chứ hỏi người nào cũng không ai biết là sắp đi đâu chỉ có một người duy nhất biết không ai khác là chị của tôi có nhiều cũng giấu hết nói nổi chị luôn quán đỏ rực những câu đối đèn hoa trang trí ngày tết mọi người đều bận rộn với công việc riêng của mình còn ở một góc phía ngoài quán tôi cũng với mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chuyến du xuân ngày tết một năm bận rộn học tập làm việc đây là những ngày duy nhất người ta gác mọi việc lại để vui chơi đi đây đi đó tôi chưa biết đi đâu nhưng dù có đi đâu thì cũng coi như tôi hoàn thành lời hứa hồi tối với chị hơn nữa đâu phải lúc nào cũng có dịp mọi người đều rảnh rỗi cùng nhau đi chơi xa như vậy chuyến đi hôm nay có mặt tất cả mọi người mà tôi có được kể từ khi rời quê lên sài gòn đi học một năm nay ông Kha, chị Tiên, anh Phong, Hân và chị. Họ đều là những người có mặt trong suốt một năm qua của tôi đang ở đây cùng nhau vui vẻ bên cạnh tôi. Tất cả họ, trừ em. Chuyến đi chơi này sử dụng xe bên nhà ông Kha, loại xe 16 chỗ cho rộng rãi, đặc biệt ông Kha tháo luôn hai hàng ghế cuối để đồ đạc, và tất nhiên ông cũng là người cầm lái. Nhỏ Hân ngồi cùng với anh Phong, chị Tiên quản lý hai đứa nhỏ, và tất nhiên tôi chỉ còn có thể ngồi chung với chị theo lệnh sắp xếp, cho nên ông Kha lẻ loi một mình, hai đứa nhỏ lên xe dẫn trí chóe với nhau được một chút là lăn ra ngủ. Chị vẫn chưa cho tôi biết sẽ đi đâu cho đến khi xe đến ngã ba dầu dây, tự tôi nhận ra xe đang đi về đâu. Tôi im lặng dựa người vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Trời về chiều, mặt trời lấp ló sau những hàng cao su thẳng tắp hai bên đường, ánh nắng nhuộm một màu đỏ rực trên nền đất ba gian. Thi thoảng vài tốp công nhân xuất hiện ở những lối vào rừng ven đường, vài chiếc xe ngược chiều phóng nhanh qua. Tôi nhìn cả những đàn bò, nhìn cả những hàng quán ít ỏi bên đường, nhìn đến mỏi cả mắt cũng không buồn nhắm mắt ngủ đi như mọi người trên xe. Quốc lộ 20 chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng dễ đi, thi thoảng ông Kha lại chửi thề vài tiếng vì đường xấu. Có lẽ ngoài tiếng xe, đó là âm thanh duy nhất tôi nghe được vào lúc này. Khẽ kéo cái áo khoác đắp lên người chị rồi nhẹ nhàng đỡ người chị nằm hẳn lên đùi, có lẽ người khác đi xe nằm sẽ mệt nhưng chị thì vẫn ngủ ngon lành vai tôi gầy nhỏ lắm dựa vào ngủ làm sao yên tranh thủ trời chưa tối ông kha cho xe ghé vào trạm dừng chân để nghỉ ngơi nhỏ hơn chị tiên và hai đứa nhỏ đều mệt mỏi vì phải ngồi xe đường xa làm ông kha với ông phong phải thuyết phục cả buổi mới chịu xuống xe ăn uống gì đó cho khỏe chị cũng không khá hơn là mấy mặt mày sụ xuống trông rất buồn cười tất nhiên dù mệt cũng không chịu rời tôi nửa bước trừ lúc đi vệ sinh rửa mặt trong lúc phái nữ trụng đầu vào menu gọi món thì tôi ông kha anh phong gọi cà phê uống trước cho tỉnh người chưa kịp kêu ba ly cà phê nữa chị đã quay qua cốc đầu tôi một cái chưa ăn ai cho nhóc uống cà phê nhưng mà cấm cãi rồi chị quay qua nói với phục vụ anh làm hai ly cà phê trước thôi nha tôi nhăn mặt vì tự nhiên nay quản lý luôn cả việc uống cà phê của tôi ông kha cũng tính binh tôi con nhỏ này tự nhiên giờ trứng hổng cho nó uống cà phê là sao vậy chưa ăn gì uống cà phê vô sẽ bị đau bao từ đó tào lao nói như mày bộ anh với thằng phong uống cà phê chắc hổng bị đau hả ừm chị lè lưỡi nói một câu tỉnh bơ làm ông kha hết biết nói gì với chị luôn tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ vì không được uống cà phê đành ngồi uống nước suối chờ ăn ăn uống xong xuôi ngồi tám chuyện một chút thì khởi hành đi cho hết quãng đường còn lại Trước khi lên xe chị Tiên bày trò đánh bài, đồ đạc được dồn hết lên băng giữa xe, không biết có dự tính trước không, nhưng chỗ trống sau xe đủ chỗ cho bốn người tha hồ sát phạt nhau. Chị Tiên vẫn là người chủ động chia phe. Để coi. Giờ chia phe sao ta? Em chơi nữa, em chơi nữa. Chị nhoi nhoi hưởng ứng đặt chỗ đầu tiên. Rồi rồi. Vậy con Phương một phe. Anh Phong chen vào. Ủa Phương biết đánh bài hả? Không. Thiệt hả? Tôi giật mình quay qua nhìn chị. Thiệt chị đâu biết đánh đâu sao còn đòi chơi thì nhóc phe chị mà hi hi chị tiên ơi nhóc con phe em nhà rồi sao cũng được hai đứa một phe chị một phe con hân với phong anh chơi với chị tiên chưa nói dứt lời ông kha đi từ xe lại vừa xỉa răng vừa nói chị tiên bậm môi quay qua liếc ông kha rồi ai lái xe ông già ờ quên thôi anh kha xuống đánh bài đi để em lái xe thay cho anh phong vỗ vai ông kha em lái xe này được không đường tối khó chạy lắm à? thôi dẫn vậy chứ để anh lái. anh cứ chơi đi em lái được không sao? ok. vậy là ổn mọi người lên xe đi. trời nhá nhem tối, con đường lên Đà Lạt càng tĩnh mịch hai bên đường, đôi lúc cảm giác như chỉ có mỗi trong xe là có ánh sáng của sự sống. tiếng xe như che lấp đi bởi không khí ồn ào trong xe, tiếng cười nói tranh cãi vui vẻ xua tan đi mệt mỏi đường dài lúc đầu chị ngồi phía trước bắt bài chủ yếu làm người đánh tôi ngồi sau lưng vừa làm chỗ cho chị dựa vừa chỉ chị đánh bài chơi được khoảng hơn nửa tiếng thì chị mỏi tay nhường vai trò chủ lực lại cho tôi đánh thêm được vài ván thì ông kha với chị tiên tự nhiên bật cười chột dạ nhìn lại nữ hoàng nhà ta ngủ mất tiêu hồi nào không hay con nhỏ này như con nít ấy người ta đánh bài uông sùm mà nó ngủ hay thiệt chắc mệt lắm rồi thôi cũng mệt hết rồi nghỉ chơi ngủ một chút đi mọi người chị tiên uể oải tự xoa bóp vai cũng được thôi giải tán về chỗ ông kha dẫn hai đứa con nít leo lên băng trước ngồi chị tiên với nhỏ hân cũng leo theo chị tiên quay lại hỏi tôi sao còn ngồi đó minh mọi người về chỗ ngồi đi em ngồi đây cũng được chị phương đang ngủ mà ừm chiêu chuộng chị quá nha dạ có gì đâu ngồi đây cũng thoải mái mà chị chị quăng cho em cái áo lạnh với ok Chị Tiên nhướng người đưa cho tôi cái áo lạnh rồi ngồi xuống chung băng với ông Kha và hai đứa nhỏ, còn nhỏ hơn cũng im lặng leo lên tận ghế trước xe với anh Phong. Tôi lấy áo đắp lên người chị rồi im lặng nhắm mắt cố vỗ giấc ngủ, khẽ trở mình dụi hẳn người vào tôi, hai chân duỗi thẳng coi bộ ngủ thoải mái lắm. Nói là ngủ chứ làm gì ngủ được, đèn bên trong xe tắt từ lâu để mọi người ngủ, vì vậy tôi càng được nhìn rõ hơn cảnh vật nhuộm màu đen hai bên đường. Những chuyến xe đêm luôn luôn mang đến cảm giác cô đơn đến nao lòng, đó là lúc con người ta sống với những cảm xúc thật, những suy nghĩ thật nhất. Tôi cũng vậy, giờ này tôi nghĩ đến những chuyện đã qua, nghĩ đến em, nghĩ đến cảm giác của tôi ngay bây giờ, không giống với cảm giác của ngày em còn bên cạnh. Chị khẽ trở mình lấy tay cào cào nhẹ vào ngực tôi thì thầm. Nhóc ngủ hồng được hả? Ừm. Nhóc hồng mệt sao? Ừ, mệt mà ngủ không được. Nhóc đang nghĩ gì đó? Nghĩ linh tinh thôi. Chị ngủ tiếp đi chị cũng hết muốn ngủ rồi sao vậy đường sốc quá hả hồng phải tại chị hết muốn ngủ rồi hi hi muốn thức chung với nhóc chứ gì ý mệt rồi than nha hi hi xe vẫn chạy với tốc độ không quá nhanh nếu không muốn nói là chậm không phải vì anh phong không quen chạy xe đường dài mà vì anh đặt sự an toàn của chị phương là trên hết nhóc có buồn không buồn gì đâu nơi mình tới là đà lạt đó nhóc hồng buồn thiệt hả ừ không sao đi chơi mà buồn cái gì nhóc còn nhớ tới bé thi nhiều không ừ có vậy mà la hồng buồn không có thật mọi chuyện cũng đã qua một thời gian rồi nhóc đã hứa với chị không buồn lâu rồi đúng chưa ừm chị nhớ nhưng mà nhóc hồng trách chị gây áp lực với nhóc chứ khờ quá làm gì trách ai biết được hi hi mà sao muốn lên đây chơi vậy chị thích trên này không khí mát nè có nhiều hoa nữa vậy thôi hả còn nữa nhưng giờ bí mật hỏng cho nhóc biết đâu lại bí với mật hi hi thì từ từ nhóc sẽ biết mà dáng chờ đi ừm xe leo đèo cùng sắp đến nơi rồi mọi người hình như vẫn ngủ ngon lành chỉ riêng tôi và chị là còn thức nói chuyện linh tinh với nhau ở cuối xe cho đến khi thành phố lấp lánh ánh đèn hiện ra phía trước thành phố vẫn như vậy sương mù răng khắp mặt hồ trên những con đường ngõ phố những con dốc và cả khung cửa kính xe nữa anh Phong cho đi lên con dốc nằm ven thành phố rồi dừng lại trước một ngôi nhà khá lạ mang kiểu kiến trúc Tây Tây đặc trưng của Đà Lạt. "Đến rồi mọi người dậy đi." Anh Phong tắt máy xe bật sáng đèn vỗ vỗ tay gọi mọi người dậy. Có hai người từ trong nhà bước ra, một nam một nữ chạc tuổi anh Phong. Người nam nhanh đưa tay vỗ lên vai anh Phong. "Sao tới giờ mới lên vậy? Tao chờ chiều tới giờ." "Ừ, tao chạy xe hơi chậm. Sợ mày chạy xe đêm có chuyện gì, tao gọi cả chục lần không thấy mày bắt máy." Tao không biết, chắc tại tắt chuông không hay. Thôi mày kêu mọi người vào nhà đi. Ok. Chào mọi người, vào nhà nhanh nhanh cho ấm nào. Em dẫn các bạn vào nhà nhé. Người nam mở cửa xe đưa đầu vào xe tươi cười, chắc đây là bạn của anh Phong. Mọi người lục đục thu gom đồ đạc xuống xe, riêng chị thì vẫn nhắm mắt chưa chịu đứng dậy ra khỏi xe. Nè giờ ngủ gì nữa, xuống xe nè chị mệt lắm. Dáng vô nhà rồi nằm. Hello bé Phương. Sao nằm đó chi nữa? nhớ anh không? Anh bạn của anh Phong bật cửa sau dậy vỗ vỗ lên sàn xe, tôi quay qua gật đầu chào anh, chị thì vẫn không thèm mở mắt ra lẻ lưỡi trả lời xí. Ai thèm nhớ anh chứ? Ha ha thôi dậy vào nhà nè công chúa, lớn rồi còn nhõng nhẽo nữa hả? Kệ em nha, nhắc lại em là nữ hoàng hồng phải công chúa nha nha nha. Rồi rồi mời nữ hoàng vào nhà. Mệt anh quá, vô trước đi kệ em. Con bé này vẫn bướng nhỉ. Nằm đó đi xem ai lạnh nhá. Kệ em chị chu môi trả lời rồi quay qua cào cào tay tôi nhóc gì nữa tính nằm đây luôn hả trời hi hi chị cười giơ hai tay vòng qua cổ tôi rồi hiểu tôi lắc đầu khẽ đẩy chị ra ngồi nhổm dậy cho hai chân xuống anh bạn của anh phong vẫn đứng dựa vào cửa xe nhìn tôi cười bó tay con bé này luôn chào em chắc em là minh đúng không anh là khải bạn thằng phong anh Khải chìa tay ra, tôi hơi ngạc nhiên ngập ngừng đưa tay ra bắt, tôi không biết anh nhưng sao anh biết tôi vậy nhỉ? Dạ dạ, ủa sao anh biết em? Ha ha biết chứ, em chính là. Anh Khải chưa nói hết lời đã bị chị bật dậy lấy tay bịt miệng lại không cho nói. Mệt quá anh nhiều chuyện quá, đi vô nhà trước đi. Rồi rồi, không cho nói thì thôi làm gì dữ vậy. Anh vô đây, hai đứa vô sau nhé. Anh Khải bật cười đưa tay xách hai cái vali nằm trong góc rồi đi thẳng vào trong nhà trên xe còn lại tôi với chị phía trước xe anh phong cũng đang cùng ông kha dinh đồ đạc bia và nước ngọt vào trong làm cho gì nữa vậy chị hi hi chuyện người lớn nhóc biết chi ở lớn quá ha mệt mệt đừng nghe ông già nhiều chuyện đó hi hi vào nhà đi nhóc chị cười tinh nghịch xoay đầu tôi ra phía cửa xe rồi vòng tay ôm lấy cổ tôi bí với mật tối ngày tôi lắc đầu than thở vài tiếng rồi đứng dậy cõng chị ra khỏi xe đi vào trong nhà Ngồi xe lâu lại bị chị ngồi dựa vào người cả buổi nên hai chân tôi bị tê, cõng chị loạn choạng suýt té mấy lần mới vào được tới trong nhà. Chị chỉ tay xuống cái ghế sofa giữa nhà, hiểu ý tôi đi lại nhẹ nhàng đặt chị xuống ghế rồi ngồi kế bên. Hai đứa nhỏ tung tăng rượt đuổi nhau trước nhà, nhỏ hơn chị Tiên đang ngồi phía trước nhà chào hỏi người con gái đứng cạnh anh Khải lúc nãy. Đồ đạc chuyển vào tập kết ngay giữa phòng khách, ông Kha cho xe lùi sâu vào trong góc sân theo hướng dẫn của anh Khải, rồi cũng bước vào ngồi xuống cạnh chị Tiên anh khải đứng giữa phòng tươi cười được rồi tự giới thiệu lại nhé mình là khải bạn thằng phong còn đây là nga bà xã mình lần này mọi người lên chơi cứ thoải mái xem đây như nhà mình chơi chán rồi về lúc nào cũng được giờ mọi người sắp xếp đồ đạc về phòng rồi xuống chuẩn bị ăn tối chắc đi đường xe mệt lắm rồi cứ tự nhiên nhé ê tao chưa giới thiệu mà anh phong đứng dậy lên tiếng nhưng đã anh khai vỗ vai ngược lại anh phong từ từ mày giờ cứ cho mọi người sắp xếp chỗ ngủ trước chút ăn tối làm quen sau em hướng dẫn chỗ nghỉ cho mọi người nhé tạ à, mày ra đây tao nói chuyện một chút ok mọi người tự nhiên nhé mình có chuyện riêng hỏi thằng phong một tí anh khải kéo anh phong đi ra ngoài sân chị nga tươi cười đứng dậy nắm tay chị tiên giờ mọi người sắp xếp chỗ ngủ nhé trên lầu có ba phòng dưới này một phòng ngủ của vợ chồng mình nữa là bốn mọi người chịu khó chia nhau ngủ chung nhé chị khách xáo quá vậy là đủ chỗ ngủ rồi chị ơi vậy giờ ai ngủ với ai tiên sắp xếp đi ok sau 5 phút chị tiên cũng chia xong chỗ ngủ vợ chồng anh khải vẫn ngủ phòng của anh chị tôi anh phong ông kha ngủ một phòng to phía ngoài chị tiên với hai đứa nhỏ một phòng phòng còn lại dành cho nhỏ hân và chị sau khi mang đồ đạc về phòng mọi người tụ tập xuống ăn tối căn bếp tuy không rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho cả nhóm ăn uống với nhau đồ ăn được chị nga chuẩn bị sẵn từ trước cho nên tụi tôi chỉ việc dọn ra và thưởng thức chuyến xe đường dài khiến mọi người đều mệt mỏi cho nên ăn uống xong là chia nhau về phòng của mình ngủ lấy sức mai sẽ đi chơi sớm điều đặc biệt là anh khải thi thoảng cứ nhìn tôi chằm chằm như để dò xét gì đó điều này sau này tôi mới nhận ra chứ khi đó tôi hoàn toàn chẳng để ý gì nhiều đêm đầu tiên trở về Đà Lạt, trời vẫn xe lạnh, không quá bút nhưng đủ để ai cũng chỉ muốn chui vào chăn ấm để ngủ vùi, nhất là phải ngồi xe cả một đoạn đường dài sóc. Có lẽ người không muốn ngủ ngay không ai khác ngoài tôi, ông Kha đã ngái đều đều từ lâu, anh Phong nói chuyện với anh Khải khoảng nửa tiếng rồi cũng nằm ngủ. Mọi thứ im lặng, không còn tiếng trò chuyện của ai trong nhà, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng bên ngoài, tiếng đồng hồ treo tường, tiếng chó sủa xa xa. Nhiều âm thanh đến vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy quá im lặng nhấp nhẹ một chút trà cho ấm sau đó tôi thả người ra chiếc ghế dựa trước sân đưa mắt nhìn lên bầu trời sương răng khắp ngọn cây răng đầy quanh ngọn đèn đường phía ngoài và lấm tấm những hạt nước li ti trên vai áo tôi cảm nhận cuộc sống trôi đi chậm hơn nhẹ nhàng hơn ngay chính lúc này tôi cảm giác có điều gì đó rất lạ trong người cứ tưởng về đây lần này sẽ lại nhớ em nhiều lắm sẽ đau lắm nhưng không mọi thứ trong lòng tôi nhẹ nhàng bình yên như trở về nơi thân quen từ lâu lắm Tôi đã vơi bớt nỗi đau, đã bình thường trở lại hay chỉ vì cảm xúc đã chai lì tự bao giờ? Ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng ôm lấy bắp tay rồi ngả đầu lên vai tôi, không cần nhìn tôi cũng dễ dàng nhận ra là chị vì mùi hương đã quen thuộc từ lâu. Nhóc lại nhớ bé thi rồi hả? Ừ, nhóc có buồn nhiều không? Có một chút nhưng thấy lạ lắm. Lạ gì nè? Không rõ nữa, chỉ là nhóc cảm thấy không buồn, không đau như nhóc tưởng. Sao nữa? không sao hết thấy khác khác nên hơi khó chịu đồ khờ hồng buồn nhiều là tốt rồi có ai tự nhiên khó chịu chỉ vì hồng buồn đâu làm chị cứ lo nhóc sẽ buồn vì chị bắt nhóc lên đây chơi với chị sao lại buồn đi chơi mà nếu là chị bắt chị quay trở lại chỗ chị mất người chị yêu chị sẽ hồng chịu nổi đâu ừm vậy trước giờ có từng như trở lại chỗ nào đó có kỷ niệm buồn chưa rồi nè hi hi nhưng chị hồng dám đi một mình đâu sợ buồn lắm nên chị luôn bắt một người đi theo như vậy chị mới hồng khóc nhiều vì khóc nhiều rất xấu ba mẹ chị hồng thích đâu à ra là chị đang nói đến chuyện ba mẹ chị nhóc nghĩ chị đang nói về ai thì kỷ niệm về người yêu ấy hi hi ngoài ba mẹ ra chị chưa mất ai là người yêu hết ở quên anh phong đâu có đi đâu mà mất vậy ra đó giờ chỉ yêu có một mình anh phong đúng không Chị ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi đưa ngón tay ra trước môi mỉm cười nháy mắt ra dấu là bí mật. Tôi gật đầu mỉm cười, chị lại ngả đầu lên vai, ngồi sát hơn vào người tôi. Sắp đến lúc nhóc sẽ biết nhiều hơn rồi. Nhóc dáng chờ thêm một thời gian nha. Biết cái gì mới được. Vài chuyện mà tên ngốc như nhóc hỏng biết. Tối ngày bày trò bí mật này nọ ai mà biết cho được. Thì vậy nhóc con mới là tên ngốc. Ờ, thì ngốc. Mà sắp là chừng nào, có dấu hiệu gì không? Sắp rồi, còn phải xem nhóc ra sao nữa ra sao là sao có gì nói luôn cho rồi bày đặt úp mở chi khó chịu muốn chết vậy mới vui nhìn cái mặt nhóc kìa ngố hết sức luôn hi hi nói chung còn tùy vào biểu hiện của nhóc nữa thôi mệt muốn làm gì làm đi đây hồng rảnh mà biểu hiện với mấy người hen không rảnh cũng phải rảnh lệnh của chị nhóc không được quyền cãi đâu cãi tuốt thách ở ngon thì cãi nè cắn nhóc giờ hi hi chị bật cười cắn nhẹ nhẹ lên tay tôi rồi ngồi im lại trò chuyện không đầu không đuôi chẳng hiểu được gì nhiều càng chẳng biết được gì nhiều hơn có thể chị lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên như trẻ con nhưng về khoản bày trò giữ bí mật thì giỏi vô cùng khích cỡ nào cũng không làm chị lỡ miệng nói ra được tôi với chị ngồi đó hứng xương lạnh thêm được một chút thì chị ngủ gục tôi lại phải ôm chị vào trong phòng Chuyến xe đường dài chắc làm nhỏ hơn mệt lắm nên tôi đưa chị lên giường, lục đục cởi giày, kéo mền đắp cho chị cả buổi mà không thấy thức. Tất nhiên tiện tay tôi cũng kéo luôn cái mền đắp cho kín đến tận cổ giúp nhỏ rồi mới đi ra khỏi phòng. Ông Kha ngáy vang cả cái phòng ngoài, vậy mà anh Phong nằm ngủ kế vẫn chịu được hay thiệt. Tôi không ngủ chung với hai người này mà ôm cái mền leo lên chiếc ghế sofa dài đặt sát cửa sổ phòng, chỉ cần ngồi dậy thôi là vừa tầm nhìn thẳng ra bên ngoài ban công đêm Đà Lạt bình yên, nói là không buồn, không nhớ về chuyện cũ quá nhiều, vậy mà cũng lặng lẽ thức khuya một mình, cũng khó ngủ như bao ngày cho dù đường xa khiến người tôi mệt mỏi. Sáng ra, cái lạnh tê tái của bình minh phố núi khiến người ra co do, rút sâu hơn vào bất cứ thứ gì bên cạnh để tìm hơi ấm như bản năng khi ngủ. Tôi cũng vậy, vẫn chưa muốn thức dậy giữa cái tiết trời thế này, khẽ xoay người qua, bất giác tôi lại phát hiện hơi thở ai đó nhẹ nhẹ phả vào ngực tôi giật mình mở mắt dở mền lên nhìn mỉm cười phát hiện gương mặt chị ngủ ngon lành bó tay chị luôn nhớ tối qua đã mang vào tận giường đắp mền cho ngủ yên rồi mà giờ thì lại phát hiện ra ngồi ngủ ở đây với tôi tự lúc nào có nắng chiếu nhẹ vào phòng tôi đưa mắt nhìn quanh ông kha với anh phong chắc dậy từ lâu chỉ còn tôi với chị ngủ ở đây thì phải nằm im được một tí thì anh khải từ dưới lầu bước lên dậy chưa nhóc xuống ăn sáng chung cho vui còn hai đứa ngủ thôi đấy dạ qua thức khuya quá hay anh với mọi người ăn trước đi sao thế tôi dở mền lên chỉ chỉ vào chị giờ tôi mà đứng dậy thế nào cũng làm chị thức giấc dạ chị còn ngủ hôm qua chị cũng thức khuya lắm cái thằng này mày chiều nó cho giữ vô để anh anh khải đi ra luôn ngoài ban công tôi ngẩng mặt lên nhìn anh khải cho hai tay vào bồn vuốt nhẹ mấy cây hoa ngay lập tức hai bàn tay anh ướt đẫm vì những hạt xương sớm ông này coi vậy mà cũng nhanh trí ghê tôi còn chưa kịp phản ứng gì thêm thì anh khải đã cho hai bàn tay ướt lạnh đó bẹo má chị rồi hét lớn dậy đi heo con bị lạnh bị giật mình chị hét một chàng dài ngồi bật dậy vội lấy tay quẹt lấy quẹt để lên mặt để lau anh khải cười ngất chị sụ mặt rồi chu miệng khi phát hiện ra thủ phạm cái ông già này muốn chết hả đừng lại cho em